Liên quan vụ ngộ độc sữa ở tỉnh Tiền Giang, tối ngày 16 tháng 10, tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện hiện đang điều trị cho bệnh nhân Phạm Minh Tân, 55 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, được Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chuyển lên trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, phải thở máy. Bệnh nhân có bệnh sử phức tạp, trong hai ngày 14 và ngày 15 tháng 10, gia đình đã có hai người, mẹ là bà Phạm Thị Phấn, 85 tuổi, và em trai Phạm Văn Yên, 45 tuổi, tử vong sau khi sử dụng một loại sữa. Đến ngày 15 tháng 10, bệnh nhân cũng sử dụng sữa này và bị nôn, suy hô hấp, phải nhập viện cấp cứu. Đến 16 giờ ngày 16 tháng 10, bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn và có dấu hiệu hồi phục tốt. Tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng thông tin, kết quả hội chẩn với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và sau khi đưa tất cả các bằng chứng triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ bước đầu thống nhất kết luận, đây là bệnh cảnh nghi ngờ ngộ độc cấp dẫn đến tình trạng tổn thương đa tạng, suy hô hấp cấp, hôn mê. Hiện bệnh viện đang phối hợp các cơ quan chức năng tìm hiểu rõ nguyên nhân. Trước đó, sáng ngày 14 tháng 10, bà Phạm Thị Phấn phát hiện con trai là Phạm Văn Yên, 45 tuổi, chết tại nhà. Tối cùng ngày, con gái bà Phấn dự tang lễ, pha 100ml một loại sữa bột cho mẹ uống. Sau khoảng 5 phút thì bà tử vong.